xin các bạn đã đến với video chia sẻ thanh nhạc của mình. Mình là kiến thức thanh nhạc của mình là thầy Phong Hai Nốt. Và dạo vòng vòng các comment thì mình thấy có một số các comment rất là hay, và nó có thể đúc kết được nhiều cái kiến thức cho chính bản thân của mình và cũng chính cho các bạn. Vậy thì các bạn nhớ đón xem video này để đúc kết được điều gì nhé. Ok. Ok. Và bây giờ mình sẽ giải đáp một cái câu hỏi rất là hay, đó là tại sao thầy giọng tenor mà không hát bài của Bùi Anh Tuấn bằng giọng thật mà lại đi hát bằng giọng pha, kỳ thế. Ok, đó thì cái vấn đề này mình thấy là nhiều bạn cũng thắc mắc lắm, nhiều bạn cũng thắc mắc là muốn mình cũng thắc mắc đặt câu hỏi, và mình thấy câu hỏi này rất là hay, rất là thú vị. Và hôm nay mình sẽ mổ xẻ câu hỏi này để chia sẻ cho các bạn những cái tại sao. Ok. Rồi, cái đầu tiên á, là tại sao thầy không, mình sẽ có 5 cái nguyên nhân đó, mình sẽ giải thích cho bạn 5 cái nguyên nhân, các bạn chú ý đón xem nha. Rồi, nguyên nhân thứ nhất á là giọng tenor thì nó sẽ có nhiều cái loại giọng tenor khác nhau. Đó, thì nếu như mà bạn là giọng nam cao, mình phân tích cái giọng tenor nha. Ok, giọng nam cao thì giọng nam cao là thường là bạn hát tới nốt la 4 á, là thường thường là các bạn đã được gọi là giọng tenor rồi đấy. Nhưng mà xui thôi, mới hát tới tenor với la 4 là cái bể. Ví dụ như C4 bể, ví dụ vậy đó. Thì mình không có đủ cái sức để hát những cái bài của Bùi Anh Tuấn. Nếu ví dụ vậy, bản thân mình cũng vậy, mình tới la 4 C4 là giọng mình vỡ rồi, là đuối rồi, te tua rồi đó. Đó, thì Bùi Anh Tuấn thường là hát những cái nốt các bạn thấy, nếu các bạn biết các bạn hát sẽ lên tới đô 5 hoặc là rê 5 hoặc mi 5 đó. Thì hát kiểu đó sao hát nổi. Đó, thì lý do là tenor nó có nhiều cái loại giọng tenor, nên nói về trên bản thân của mình á, mà nếu như á mà mình hát giọng thật á, bằng giọng hát giọng thật á, mà bằng khả năng của mình á, thì của cả đời của mình cũng đu không nổi được, nó không nổi được cái tông của Bùi Anh Tuấn đâu. Ok, hạ tông. Ok ha, nguyên nhân thứ nhất là như vậy. Rồi, cái nguyên nhân thứ hai á là để hát được những cái nốt cao thì buộc bạn phải hát giọng pha, bắt buộc cao và siêu cao. Ok nha, bắt buộc bạn phải hát được giọng pha. Ok, giọng pha còn được gọi là giọng mix voice á. Ok, mình có làm cái video chia sẻ về giọng pha và là gì đó, thì các bạn đón xem cái video đó nha, hoặc là các bạn bấm vô trang của mình và xem lại video đó, thì các bạn sẽ hiểu giọng pha là giọng mix voice. Ok, đó, thì khi mà các bạn hát được cái giọng pha giọng mix voice á, thì các bạn sẽ mới hát được giọng cao như Bùi Anh Tuấn. Ví dụ như mình, giọng thật của mình không thể cao được, mà để hát được cao như Bùi Anh Tuấn, để hát được những cái nốt đô 5, đô rê 5, mi 5 hoặc là đô 6 thì bắt buộc mình phải sử dụng giọng pha. Đó, ok ha. Rồi, bạn phải ý thức được điều đó, nguyên nhân nằm ở trong đó. Hát không tới, không hiểu không? Hát không tới thì bắt buộc mình phải dùng giọng pha thôi, chứ mình vừa dùng thật mình kéo là mình banh cái cổ họng mình luôn. Đó, đâu rõ ràng điều đó. Ok, cái nguyên nhân thứ ba là giọng thật và giọng pha nó có liên quan với nhau. Liên quan rất mật thiết luôn. Đó, tin không? Ok, mình sẽ nói cho các bạn lý do tại sao nó liên quan nhau. Nó như là một thôi hả? Mà thật sự là giọng thật nó nằm trong giọng pha. Đó. Rồi, giọng thật là gì ta? Có hiểu không? Giọng thật là gì? Giọng thật là giọng chúng ta đang nói chuyện ở đây, nói chuyện hàng ngày, thì nó sẽ là cái giọng á mà chúng ta thường hay sử dụng là giọng ngực và giọng cổ. Là nhiều lắm, giọng ngực giọng cổ rất là nhiều, giống như mình đang nói chuyện ở đây nè, đó là giọng ngực và giọng cổ rất là nhiều. Khi mà mình nói chuyện bằng giọng pha là nó khác nha, nhưng mà mình nói chuyện bằng giọng ngực giọng cổ là cái giọng thật. Cái màu các bạn nghe quen đúng không? Đó, nghe cái màu nó nét thì nó gọi là giọng thật, là giọng ngực và giọng cổ đó.
đôi khi có những cái tình huống giọng thật nó trớ trêu sao nó nằm ở cái giọng giọng ốc giọng đầu á, nó giống như giọng của Tùng Sơn á. Các bạn xem video này nha. Em xin kính chào ban giám khảo. Em xin tự giới thiệu là em là Nguyễn Tùng Sơn, quê ở Trà Vinh, huyện Trà Cú, ngụ tại ấp Sóc Trà B, xã Tân Sơn. Rồi, ok. Đó thì giống như cái giọng của Tùng Sơn vậy đó, là giọng ốc ở trên đây nè. Thì nói là giọng ốc ở trên đây thì cái giọng nó cũng là giọng thật, nhưng mà giọng thật của Tùng Sơn chứ không phải là giọng thật của mình, ok. Đó thì nó có những cái giọng thật là vậy, là cái giọng mà các bạn nói hàng ngày thì nó gọi là giọng thật. Không nhất thiết cái giọng thật là cái giọng mình đang nói, nó chỉ là thật với mình thôi, chứ nó không có thật với người ta. Đôi khi người ta khác mình cái giọng thật đó nha. Giọng thật là cái giọng mà chúng ta nói chuyện hàng ngày, và giọng thật của mọi người nó khác nhau. Có những người sinh ra có luôn giọng pha ở trong mình, có luôn khả năng mix voice, thật không thể tin được, có luôn nha. Nên nó đa dạng màu sắc lắm, giọng thật là rất là đa dạng. Bữa nào mình sẽ nói về giọng thật và nhiều cái hay ở trong giọng thật lắm, các bạn nhớ đón xem video đó. Ok, mình mổ xẻ cái video đó cho các bạn. Rồi, thế nào, giọng thật nó là như vậy, mỗi người sẽ có một cái giọng thật khác nhau đó. Đối riêng bản thân của mình, giọng thật nó là kiểu này, nhưng bạn là giọng thật khác ha. À, thì cái giọng pha á, là một cái giọng á, mà nó gọi là giọng mix voice á, là nó sử dụng cái giọng ở dưới thấp nó kết hợp với giọng ở trên cao. Giọng thấp là giọng ngực nè, chest voice, yeah, ok. Và giọng ốc, giọng trên cao là giọng ốc, chest voice, head voice. Hai cái kết hợp với nhau, chest voice, head voice, yeah, ok. Thì nó là giọng và giọng mix voice, yeah, ok baby. Ok, thì nó gọi là giọng pha đó. Khi chúng ta sử dụng được hai cái giọng đó hòa trộn với nhau thì nó gọi là giọng pha. Vậy thì cái giọng thật của chúng ta, một là chúng ta sử dụng giọng ngực, hai là chúng ta sử dụng giọng ốc giống như là Tùng Sơn, thì nó cũng là giọng thật. Vậy thì giọng pha là một giọng phát triển, một giọng nó có một cái kỹ thuật, đúng không? Mà nó sử dụng cái giọng thật của mình, nó cộng với cái kỹ thuật, kỹ năng thanh nhạc, để nó giúp cho cái giọng thật nó phát triển ra. Ok, giọng pha là một bằng với giọng thật cộng với kỹ thuật để giúp cho cái giọng thật của mình nó phát triển, nó mở rộng quãng giọng, nó dày hơn, nó khỏe hơn, nó cao hơn, ví dụ vậy á, nó thấp hơn đó, ví dụ có luôn nha, thấp hơn luôn nha. Đó thì giọng pha nó là như vậy nha các bạn, chứ không phải là giọng pha là một cái giọng rất là riêng biệt. No, giọng thật nó nằm trong giọng pha, ok ha, nó nằm trong giọng pha. Rồi đó là cái nguyên nhân thứ ba nha. Các bạn phải định hình được điều đó thì sau đó chúng ta mới nói chuyện tiếp được, các bạn phải nhận thức được thì sau đó các bạn mới hiểu lý do tại sao mà ông thầy phòng, ông chuyên gia, ông tè no mà tại sao mà ông hát toàn là những cái giọng pha khi lên giọng Bùi Anh Tuấn. Đương nhiên nốt cao Bùi Anh Tuấn, tại vì thứ nhất là giọng ông tè no thuộc dạng đâu có quá cao đâu, thấy không? Giọng Bùi Anh Tuấn là lên tới nốt đô năm rê năm rê sáu mi năm luôn. Giọng ông thầy phong đâu hát tới đâu, cũng là tenor nhưng mà nó không có tới. Nó ra nhau à. Và thứ hai là bắt buộc chúng ta phải có kỹ thuật hát giọng pha, nó còn gọi là giọng mix voice, để hát được nốt cao đó thì phải có, chứ không có là không thể hát được nốt cao đó đâu. Cả cuộc đời dùng giọng thật cũng không được, ok. Và thứ ba là giọng thật và giọng pha nó chung với nhau, nó là ở chung nhà, nhưng mà giống như giọng pha là cái lớn, cái vòng tròn bên ngoài, thấy không? Giọng thật là cái vòng tròn ở trong, ok, nó chung nhà với nhau đó các bạn. Nên mình đừng có chia nó ra, ok nha. Ok, giọng pha là một giọng thật với các kỹ thuật điêu luyện kèm theo đó, ok vậy thôi ha. Để mục đích là mở rộng quãng giọng đó, khái niệm như vậy chứ, ok. Nguyên nhân thứ tư là dùng giọng pha cho việc điều khiển các nốt cao. Lý do tại sao mình lại dùng giọng pha, để mình dùng giọng pha để điều khiển các nốt cao, các nốt siêu cao, hay hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn không biết về giọng pha một cách điêu luyện thì các bạn sẽ không thể giữ được giọng của mình treo ở những nốt cao,
nếu không biết giọng pha, thì không thể giữ ở những nốt cao liên tục và thoải mái được lâu năm, và các bạn sẽ bị mất giọng vì hát sai kỹ thuật đó. Hát sai tại vì cái giới hạn của mình, giới hạn giọng thật nó có giới hạn, đúng không? Mỗi người sẽ có một cái giới hạn giọng thật khác nhau, cái quãng giọng khác nhau, và để hát được những cái nốt siêu cao, siêu cao khổng lồ đó, thì các bạn sẽ bắt buộc phải có một cái giọng pha rất điều luyện để giữ cái giọng hát của mình ổn định và hay. Và chính mình là một người thầy giáo dạy thanh nhạc mà mình không giữ được cái giọng của mình ổn định và hay thì làm sao mình dạy, một ngày mình dạy biết bao nhiêu ca, đúng không? Rồi biết bao nhiêu cái ca khó mà bà phải đu dây điện, mình hát tông nữ luôn đó, đôi khi mình phải hát những cái tông nữ để mình làm ví dụ cho các bạn á, để cho các bạn dễ hình dung hơn. Thì nếu như mà mình không sử dụng được giọng pha thì làm sao mình giữ được cái giọng của mình? Một ngày hát bao nhiêu tiếng không dùng được cái giọng đó là các bạn sẽ banh giọng luôn. Một ngày các bạn hát thử 10 tiếng xem. Liên tục example làm ví dụ cho người khác để cho người khác cảm nhận được cái cảm giác, cái cảm xúc trong cái câu hát đó đúng với cao độ của họ đó. Đó thì cái đó là cái nghề. Nghề đó là kỹ năng đấy, thì nó rất là quan trọng, giọng pha, để giữ giọng của mình hát ở những nốt cao mà những siêu cao liên tục với một cái cường độ lâu dài, lâu năm lâu tháng mà không bị mất giọng. Mà nếu như mà bị ảnh hưởng tới giọng là bảo vệ giọng hát, ok nha, chính xác. Và cái nguyên nhân cuối cùng á là để cho một giọng hát cao, khỏe, hay, tình cảm mà không bị căng, mà không bị phô, mà không bị bể, thì chúng ta phải luyện giọng pha thật là điều luyện. Ok, đó thì đó là lý do tại sao mà mình hay hát giọng pha lắm, bởi vì giọng pha là nó đã đi vô máu, vô tủy, nó thành một cái thói quen của mình là mình vận dụng giọng pha, và bây giờ là mình còn phải tập luyện để cái quãng giọng của mình nó còn mở rơi ghê hơn nữa. Bởi vì tập như vậy thì mới có cái dạy cho học trò, chứ dậm chân tại chỗ hoài làm sao mà dạy được. Mình phải làm những điều phi thường thì lúc đó mình mới dạy lại cho học trò của mình một cách hiệu quả hơn chứ. Mở đúng không? Mở quãng giọng lên chứ. Mà lên nốt cao phải khéo, lên nốt cao phải điêu luyện, đúng không? Chứ lên nốt cao mà cứ gào lên theo kiểu rồi phô, rồi bị bể, rồi căng, rồi tùm lum hết, rồi hư giọng, mất giọng thì lúc đó không thể nào dạy cho các bạn được nữa, không có sức để dạy. Ok, thì cái đó là những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của mình cho các bạn mới học thanh nhạc hoặc là đã học thanh nhạc rồi nhưng mà chưa có một cái góc nhìn rất cụ thể về việc tập luyện kỹ thuật thanh nhạc làm sao cho đúng, cụ thể hơn là tập luyện giọng pha và beat voice để làm cái gì và đó. Thì các bạn nhớ xem và kỹ từng câu từng chữ của mình hay nhấn rất rõ ràng đó, xem tới xem lui xem xuôi thì các bạn sẽ đúc kết rất nhiều những bài hay, những cái điều hay ho. Và nhớ là hãy đăng ký kênh của mình và nghiên cứu những cái cách hát đúng và hiệu quả hơn để mong là các bạn sẽ hát tốt hơn, các bạn sẽ hát hay hơn và các bạn có một cái góc nhìn nó đúng hơn, nhận thức đúng hơn về việc tập luyện. Ok, chúc các bạn thành công và sẽ hát được mic voice và giọng pha. Nhớ đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.